lẹ Ngộ Không ơi, sao tập này đi chậm dữ vậy hả Ngộ Không? Ta đang khát nước bà cố luôn đây nè Lu à. Ngươi bị thận sao mà chạy nhanh dữ vậy hả Lu? Ê, có trái gì nè Ngộ Không? Khoan, uống có chừng có độc đó Lu à. Này là trái dừa nè, ở quê của Lu nhiều lắm luôn á. Cái này uống được không vậy hả Lu? Sao nhìn từ xa nó giống như trái lựu đạn vậy hả Lu? Thôi tốt nhất là đi 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 Lu ơi, coi chừng có lựu đạn ở trong trái dừa nó là chết luôn á. Lu chưa kịp bổ ra uống mà Ngộ Không kéo Lu đi sao kỳ vậy? Hả? Ôi, lên đi Lu à. Ta thấy chỗ này có yêu khí nhiều lắm, tình hình có vẻ không được ổn đâu luôn. Hay cái gì vậy Ngộ Không? Từ từ Ngộ Không ơi, chạy ba chân cái này hoài chắc chết quá Ngộ Không. Từ từ. Ta chạy có hai chân có sao đâu. Kêu ca hoài. Bây giờ mình đi đâu hả Ngộ Không? Im lặng. Ta thấy từ xa có cái gì đó kìa. Trời ơi, cái gì vậy hả Ngộ Không? Hình như có vẻ là yêu quái đó luôn à. Cẩn thận nghe Ngộ Không, coi chừng nó kẹp Ngộ Không là chết luôn á. Tên yêu quái này luôn nghe danh đã lâu, nó có cái tên rất là chảy nước. Tên gì vậy hả Lu? Cua răng me. Đúng là cái tên nghe chảy nước biết thiệt. Cái này mà có thêm vài lâu nữa là ok luôn á Lu hả? Ý, nó đang trừng mắt nhìn Lu kìa. Để Lu xử nó cho. Thu phục nó xong mình sẽ làm vậy trai Ngộ Không á. Ngộ Không ơi, nó cắn Lu kìa, nó kẹp Lu kìa Ngộ Không ơi, đau quá. Có sao vậy Lu? Hay da, nó cắn vô cái lỗ mũi của Lu, đau muốn chết luôn. Tao sẽ đào lỗ chôn sống cho mày. Chết cha mày luôn. Lu à, làm người đừng có ác quá. Thôi thay cho nó đi Lu. Lu đố Ngộ Không chứ con cua này là cua đực hay cua cái? Ai mà biết. Vậy chứ Ngộ Không thích cua đực hay cua cái? Ta chỉ thích cua gái mà thôi. Trời, bó tay Ngộ Không luôn. Biển này đẹp quá, sông nhảy xuống tắm cây hãy đi tiếp Ngộ Không. Tắm rửa gì, có em bút ngạo dưới nào mà tắm. Tắm mà không có gái tắm buồn lắm Lu ơi. Riết Lu thấy Ngộ Không mê gái gì lắm luôn rồi đó nghe. Tao mê gái chứ không phải dạy gái đâu mà mày đo. Em chào hai anh, hai anh cần chi rướn? Cho anh một vé massage đi em. Một vé massage. Một vé thôi. Anh có tiền chưa? Tiền thì vô tư, để tao chút, tao lấy cho. Đây nè. Đó, cô em cầm đi, khỏi cần thối. Dạ, cảm ơn anh nhiều lắm nha, anh khỉ. Dạ, đây là tiền thối của anh nè, 580k. Đó, anh giữ đi. Cảm ơn cô em nhiều. Dạ, còn đây là vé của anh nè. Ở đây là massage khỏe, massage mệt vậy em? Dạ, massage yếu anh. Được rồi, ta sẽ vô. Ủa, vậy có mua cho Lu chưa? Chỉ có một vé thôi. Sao ông chơi ác vậy ông khỉ? Mua con vé vậy ai hưởng? Lần này ta đi, ngươi canh cửa. Lần sau thì ta canh cửa, ngươi đi, được không? Ý Ngộ Không ơi, hình như đây là con yêu quái có cây đàn tỳ bà. Nó gãi nhức đầu dữ lắm, cẩn thận nghe Ngộ Không. Lu cứ nói bậy bạ, đây là cái đàn piano. Hình như ta nghe có giai điệu cồng chiêng gì đó quanh đây phải không Lu? Không biết nữa. Ý Ngộ Không, cái già. Đâu thực tập lại bài cô gái cũ mà Lu đã chỉ cho Ngộ Không thử Ngộ Không. Được. Em. Đang làm gì vậy hả? Ồ, đang đánh đàn hả? Cho đánh với được không? Tiếng đàn của em làm ngây ngất lòng người quá. Cho anh ôm miếng nghe. Trời ơi, Ngộ Không gan thiệt, mới gặp lần đầu mà đã ôm rồi. Nhà ngươi diễn cảnh này làm ta nhớ tới cảnh Thiên Bồng Nguyên Soái Dê Hàng Nga bị đẩy xuống trần gian làm heo nọc quá. Nghe thật sướng tay. Yêu quái. Ngộ Không ơi, nó là yêu quái đó Ngộ Không. Yêu quái, hay im đi, để có gãy đàn nữa. Im ơi. Trời ơi, nghe sướng cái lũ tai quá trời luôn hả? Ngộ Không ơi, ngươi phải tỉnh dậy đi, đừng để cái đàn tỳ bà này mê mẩn nhà ngươi nữa. Hay quá. Em ơi, bo nhiêu được, có nhiều cho hết. Thôi, đi. Đâu ngu dữ vậy? Lu ơi, đằng kia hình như có gì đó vui hơn kìa Lu. Đi đắng coi sao Lu. Vậy mà Lu tưởng là Ngộ Không bị cây đàn tỳ bà nó mê mẩn luôn rồi chứ. Lu tưởng đâu là ta bị khùng chắc. Khều khều giỡn chơi với em nó thôi. Chứ ngay từ đầu ta đã biết em nó là yêu quái rồi. Wow, Ngộ Không đúng là tài thiệt luôn á nha. Không biết đi đúng đường không ta? Đây là đường nào vậy? Hình như ở đây là đường phèn, đường cát gì đó Ngộ Không. Mày bị Lu hả Lu? Ê, đằng kia cô gái đang nhảy kìa Ngộ Không. Ta đã thấy rồi. Em này già mà còn gân thiệt, còn nhảy còn múa cho được nữa. Là Ngộ Không cũng muốn hứng theo à. Hay à. Ý, bà già nhưng mà nhìn cũng còn bén lắm á Ngộ Không. Chẳng làm sao cho bằng chị bằng em nha Ngộ Không. Ngươi cứ yên tâm đi, chuyện này cứ để tao lo. Em, lâu quá không gặp. Trời đất ơi, khỏe không? Quay hả? Dễ hẹt. Ta quay đều những vòng xe. Trời sao chóng mặt dữ vậy nè trời. Mệt quá thôi đi Lu ơi. Trời đất chết rồi, là Ngô Mai Dương kìa Lu ơi. Ngô Mai Dương là ai vậy hả Ngộ Không? Hắn chính là con trâu, tu luyện ngàn năm trở thành con bò. Công lực rất là thâm hậu, chúng ta không phải đối thủ của hắn đâu Lu ơi. Thôi chạy lẹ đi Lu ơi, chạy lẹ đi. Làm gì mà sợ dữ vậy hả Ngộ Không? Ngộ Không cứ bình tĩnh đi, để Lu dùng tuyệt chiêu với nó. Lu tính làm gì? Ngộ Không cứ yên đi ngắm cảnh đi. Mấy cái chuyện lớn này để người lớn người ta lo. Nhớ là đứng yên lại đợi luôn nghe Ngộ Không. Cẩn thận nghe Lu ơi. Thấy vậy chứ cũng lo bạc cấu luôn á. Không biết cái tên mập địch này có làm nên cơm cháo gì hay không nữa đây. Ơi, cạn lời. Rồi, Lu giải quyết xong hết luôn rồi Ngộ Không ơi. Quỷ thần ơi, cách vậy mà con Lu nó cũng chơi được. Trời ơi, con Lu bu vú bò. Trời ơi, bu vú.
ta cạn lời với ngươi Lưu rồi Lưu ơi. Có gì đâu Ngộ Không ơi, đây chính là một trong những tuyệt chiêu sở trường của ta. Là chiêu gì hả Lưu? Đó là bố vú thần công và sờ mông đại pháp. Cho nên muốn thu phục được Tinh Bạch Cúc Tinh thì phải rành về hai cái chiêu này. Thì lúc đó Ngộ Không sẽ thiên hạ vô địch thủ. Thiên hạ vô địch thủ còn kỹ mốc. Tại con Ngô Ma Dương nữa đang mây trai thì có hồi giọt lẹ đi Lưu ơi. Nó mà tỉnh dậy cái nên quất anh em mình luôn á. Đi lên Lưu. Tới chỗ bán khổ qua rồi kìa Lưu. Trái cây đây ngon quá. Để ta chơm vài trái. Ngó coi có nào nói ngó mình không vậy Lưu? Hình như không có nào ngó mình hết Ngộ Không ơi. Làm lẹ đi Ngộ Không. Từ từ, ta thấy hồi hộp quá nè. Ta có cảm giác hình như có ai đang rình mò mình hay sao đó Lưu à. Chắc không có ai đâu Ngộ Không ơi. Đừng có quan tưởng quá. Rồi tới rồi, giờ ngươi muốn ta lấy cái gì để ta lấy luôn cho Lưu. Cái gì mà có thể bỏ vô miệng và ỉa ra được á. Ngộ Không cứ lấy hết đi. Để ta xem coi nó có ghi chữ ăn vô và ỉa ra được không. Rất là Lưu ơi. Trời đất ơi, đi chơm đồ mà tay chân cũng lượm thượm nè. Lượm mày lẹ đi Ngộ Không. Được rồi, để ta lượm lên cho. Mấy cái này ăn được phải không? Ăn được á Ngộ Không. Ăn được có nghĩa là ỉa được. Ok, cái này lấy được. Lấy đầy rổ đi Lưu ha Lưu ha. Cứ lấy nhiệt tình vô đi Ngộ Không. Ta lấy đầy rổ rồi nè Lưu. Trả cô nè. Cảm ơn cô nhiều lắm. Mẹ mày chôm cho đã xong cuối cùng trả lại người ta hết là sao hả Ngộ Không? Mẹ mày chửi nữa tao tán mày rất hàm răng luôn á nghe Lưu. Không trả người ta lắc hai con cò của mình á. Ê, đằng kia có nữa kìa Lưu. Vậy lấy nữa đi Ngộ Không. Lấy đi, lấy nhiệt tình vô. Lấy rồi nhớ đừng có trả lại nữa nghe. Được rồi, lần này ta sẽ cố gắng. Ê, sao nó cao quá vậy hả Lưu? Ngộ Không lấy được không? Không được để Lưu lấy cho. Ta cao như vậy lấy còn hổn tới. Ngươi thì nhói chưa tới nách của ta nữa mà bày đặt. Không thôi ngươi cõng ta lên đi Lưu. Thôi đi, ông vừa nặng vừa hôi nữa. Ai mà dám cõng? Được rồi, để ta tìm cách khác xem sao. Chuyện nhỏ như con thỏ. Vậy lo giải quyết đi. Bày đặt, chịu ta cõng nữa. Ủa mà sao nhất thiết phải mua khổ qua vậy hả Ngộ Không? Sư phụ dặn ta mua vậy để bồi bổ sức khỏe. Nắm đinh chi và khổ qua rất tốt cho bệnh đái tháo đường. Ê vậy là cho Lưu ăn chung được á. Lưu cũng hay đái ngoài đường với là Lưu đái dầm lắm. Mấy cái bệnh này chưa có trái nào trị được hết mẹ ơi. Ủa gì hả Ngộ Không? Ủa mà Ngộ Không, tại sao gọi là trái khổ qua vậy hả Ngộ Không? Người hỏi đúng người rồi đó. Khổ tức là không có sướng, còn hoa tức là bông hoa tượng trưng cho con gái. Khổ hoa tức là làm con gái không có sướng, hiểu chưa? Ê Ngộ Không giải thích vậy là bảy dòi bảy dòi. Mỗi lần mà Lưu ngủ với Lơn á, Lơn cũng nói sướng hết mà Ngộ Không. Nói chuyện với người hài não quá. Thôi ở đây đợi ta chút, ta phải đi mua một món nữa. Mua gì mua hoài vậy hả Ngộ Không? Tốn tiền quá. Tiền ta với bộ tiền ngươi hay mà ngươi lo. Mua gì vậy hả Ngộ Không? Ta đi mua rong biển Đông Lâm về uống cho mát gan giải độc. Dạo này nhậu nhẹt nhiều quá, mua cái này uống về cho nó tốt. Sao Ngộ Không không vào Linh Chi Đông Lâm chấm cơm mà mua? Ở đó có nhiều thảo dược, có bán rong biển, nấm linh chi, tinh dầu dừa, đông trùng hạ thảo, do các thạc sĩ tiến sĩ giảng dạy ở trường đại học Đông Lâm nghiên cứu sản xuất chất lượng dữ lắm hả Ngộ Không? Thì ở đây cũng là đại lý của Linh Chi Đông Lâm, sẵn tiện đi ngang qua mua luôn. Hỏi nó coi đây là đại lý của Linh Chi Đông Lâm hay Ngộ Không? Em tính tiền cho anh thêm bịch trong biển nữa đi em. Dạ anh Khỉ. Đủ chưa? Dạ chắc đủ rồi đó anh Khỉ. Được rồi. Để anh bo cho em thêm vài xu ăn kẹo nè. Đó. Cảm ơn anh Khỉ nhiều nha. Dạ hàng của anh Khỉ nè. Wow, Ngộ Không chơi sang thiệt á Ngộ Không. Xong rồi, lên đường thôi Lưu ơi. Mời các bạn xem tiếp tập 5 Lưu Không tiểu chiến Thanh Xà vào lúc 20 giờ thứ bảy ngày 2 tháng 7 năm 2016. Linh Chi Nông Lâm ươm tạo tại vườn ươm doanh nghiệp công nghệ Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh. Tham khảo chương trình đồng hành cùng bệnh nhân ung thư tại www.linhchinonglam.com. Số điện thoại 0866856669. Để được sử dụng nấm linh chi miễn phí. Video sản xuất bởi chương trình truyền thông và khởi nghiệp Startup Now và Thánh Lồng Tiếng. Phát triển ý tưởng quảng cáo trên phim Lưu Không Du Ký. Vui lòng liên hệ qua www.startupnow.org. Điện thoại 0862723224.